xoay nước nửa lít này. Mai tôi sẽ test xem là xoay nước nửa lít đun trong bếp từ speller này trong bao nhiêu phút thì sôi nhé. Bắt đầu tính giờ này, 20 giây này. Công suất tối đa là 2200W. Tiếng bắt từ khá là êm, không nghe thì tiếng tạch 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 tạch. Đang là 22 giây. Con bếp 988 này thì là một bên công suất là 2200W, tôi đang test bên 2200W, một bên 2600W. Thì lát nữa tôi sẽ test cho các bạn xem. Đấy, hiện tượng sủi tăm mà bốc hơi lên rồi. Hiện tại là được 50 giây rồi. Để mà sôi sùng sục lên thì thêm một chút nữa. Dây này, rồi mà bốc hơi này, à, mức công suất 2200W này, sôi sùng sục sục này, 1 phút 20 giây, nửa lít sẽ sôi. Cho các bạn xem từ speller nhé, nước sôi đấy, màu đen ở đây này, FM98i này. Inverter. Cái bên 2600W này thì tôi sẽ test cho các bạn ở video sau. Xin chào các bạn.